The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình The Jimmy Show. Hôm nay Jimmy rất vui được tái ngộ với khán giả và hạnh phúc hơn khi được hôm nay đến Tư Gia, một trong những danh ca mà khán thính giả đã yêu mến từ trước năm 75. Cô là một trong những giọng hát mà khán thính giả đã từng đặc biệt danh là Viên Ngọc Quý của tân nhạc Việt Nam, bởi vì cô được xuất thân trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc và văn nghệ. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ danh ca Mai Hương. Và xin chào cô. Chào Jimmy, Mai Hương xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Jimmy Show. Tôi thì cũng rất lấy làm hân hạnh là vì cũng gọi là bỏ cái sinh hoạt ca nhạc từ lâu rồi. Từ năm 2008 bây giờ là đúng 10 năm không có xuất hiện bất cứ ở đâu hết. Nhưng mà cảm kích cái sự làm việc của Jimmy, cho nên Jimmy có ý muốn là lên đây thăm tôi trước nhất, rồi sau đó thì để hai cô cháu nói chuyện dưới cái hình thức là chuyện trò. Thế rồi về nhà thì Jimmy nghĩ lại cái nào mà mình không cần tới thì Jimmy bỏ giùm cô nhé. Được, thưa cô. Cô ơi, như lúc nãy con có thưa với khán giả đó là cô xuất thân từ một gia đình có truyền thống về văn nghệ, bởi vì thân sinh phụ mẫu của cô là những người đã hoạt động trong văn nghệ rất nhiều, đặc biệt là mẹ của cô là bà Kiều Hạnh. Vâng, đúng thế. Xin cô cho khán giả được biết sơ qua bà Kiều Hạnh. Vâng, thưa quý vị, thưa cháu, thì tên thật của mẹ tôi đó không có phải là Kiều Hạnh đâu. Vâng, thì tên thật của bà đó là Phạm Thị Hạnh. Thế nhưng mà từ cái lúc mà đi theo cái ban kịch, không biết có phải là ban kịch giải phóng không, tại hồi đó mình còn nhỏ quá, thì đi theo ông Thế Lữ với bà Song Kim, mà ông Thế Lữ thì cũng có liên hệ gia đình với cô nữa, là vì ông Thế Lữ lại thành hôn với lại cô ruột của ba cô, tức là cô phải gọi bằng bà đó. Đó thì bà đó là bà út con gái út của ông nội cô, tên là Phạm Thị Hiếu. Thế đến lúc mà đi theo cái đoàn văn nghệ này ấy, thì bà có cái biệt hiệu là bà Song Kim. Còn ông Thế Lữ thì tên là Nguyễn Thức Lễ thì ai cũng biết cả rồi. Đó thì cũng có liên hệ gia đình như vậy. Thì đến lúc mà ông Thế Lữ mới đặt cho mẹ của cô tên cái biệt hiệu là Kiều Hạnh. Là Kiều Hạnh thì cái tên nó rất là hợp với lại mẹ cô đó. Thì ông bảo là cái tên đó là rất là hợp với cháu, tức là mẹ cô đó. Thì Kiều có nghĩa là đẹp, Hạnh thì là người đàn bà phụ nữ nết na. Kiều Hạnh là có cái tên, mẹ cô có cái tên Kiều Hạnh từ đó. Từ ngày bác trai qua đời, bác và các em sống trong cảnh thanh bần đạm bạc. Bác cần kiệm lắm cho nên mới được có số tiền nhỏ đi. Chú Mẫn là ai không? Chú Mẫn là ba cháu đó. Hả? Nó nói sao? Chú Mẫn là ba cháu thiệt hả? Nếu vậy sao má cháu không cho cháu tới chơi với lại ba cháu? Kiều Mỹ, cháu còn nhỏ
Nói ra cháu cũng không hiểu. Từ nay muốn tìm ba cháu đừng cho má cháu biết. Dạ. Chú Mẫn là ba cháu. Chú Mẫn là ba cháu. Dạ. Hùng quỷ, ham hùng lắm. Tao coi hai đứa bay đám cưới rồi, chắc là sàn nẹo nhau tối ngày, rồi đến bỏ công ăn việc làm mất thôi. Mít ơi, con bưng tô bún lên trước rồi mẹ đem thịt ra. Chỉ biết phục tùng chồng. Vậy mà thời nay ngược ngạo quá. Chỉ muốn xa chồng thôi. Tôi chịu. Không hiểu nổi. Từ đó rồi đi thì mẹ cô cũng có xuất hiện nhiều ở trên các chương trình thoại kịch ở trong Sài Gòn. Thế rồi cái lúc mà còn đi theo ông cái đoàn văn nghệ đi ra ngoài hậu phương trình diễn đó thì cũng có lên sân khấu nhiều. Còn ba của cô đó thì chỉ là một người công chức thôi. Thế nhưng mà rồi về sau thì ông yêu văn nghệ thì ông cũng có hoạt động văn nghệ thêm. Là ba cô đó. Thì ông lấy cái biệt hiệu là Trọng Nam. Trọng Nam nhưng mà không có dùng cái biệt hiệu đó, thành người ta chỉ biết đến tên của ba cô là Phạm Đình Sĩ mà thôi. Đó. Và trong nhà cô thì ba cô là coi như là người anh lớn của trong gia đình Thăng Long. Vâng, đúng ạ. Thì trên ba cô đó còn một ông bác lớn, bác cả đó, tên là Phạm Đình Trung. Thế rồi đến một ông bác thứ hai là Phạm Đình Chính, thì bác Chính thì mất từ lâu rồi. Rồi sau đó thì đến Phạm Đình Viêm, có nghĩa là chú hay chung của cô đó. Đó thì bốn anh em, rồi về sau thì bà nội của cô mất đó. Thì ông nội cô có thành hôn với bà nội kế của cô. Thì bà nội kế của cô sinh ra được ba người con, mà ba người đó thì rất là nổi tiếng. Cho tới bây giờ ai cũng biết hết. Tức là người chị cả của cái bà nội kế đó thì là Phạm Thị Thái. Phạm Thị Thái thì có cái biệt hiệu là Phạm Thị Thái Hằng, là cô Thái Hằng vợ ông Phạm Duy. Thế rồi sau cô Thái Hằng đến ông Phạm Đình Chương. Phạm Đình Chương thì có cái tên biệt hiệu là Hoài Bắc, Hoài Bắc Phạm Đình Chương. Rồi đến cô Thái Thanh thì ai cũng biết cả rồi, là Phạm Thị Thanh, Phạm Thị Băng Thanh, nhưng mà theo tên của bà chị là bà Thái Hằng thì lấy tên là Thái Thanh. Cả một gia đình văn nghệ. Và tới ngày hôm nay, cả nước Việt Nam và những người yêu nhạc Việt Nam đều phải nói đây là những người tài của tân nhạc Việt Nam mình. Thưa cô và gia đình vào Nam, chính xác là vào năm nào thưa cô? Cô vào cuối năm 52, đầu năm 53. Thì do đó cho nên lúc đó đấy thì cô bắt đầu cô theo sự khuyến khích của cô Thái Thanh. Thì cô Thái Thanh nói rằng là cháu có giọng hát tốt, thì bây giờ Đài Phát Thanh Pháp Á đó, người ta có cái chương trình thi hát đó. Thì để ghi tên cho cháu để cháu vào cháu hát. Thế thì cái buổi đầu của cô là cô hát cái bài Chúc Quậy mà cô vừa mới nói chuyện với Jimmy đó. Là cái vòng loại. Thì là sau đó thì cô qua vòng loại thì cô được vào tứ kết. Tứ kết thì cô hát cái bài Tuổi Thơ của nhạc sĩ Lê Thương. Rồi đến bán kết thì bài gì thì cô không nhớ nữa. Rồi đến vào đến chung kết thì là cô hát bài Xuân và Tuổi Trẻ. Bài đó thì đối với một đứa con nít 11, 12 thì tương đối khó. Đúng rồi. Đó. Thế nhưng mà được cô Thái Thanh cũng thương, được cô cũng tập cho. Thì cô cũng trúng tuyển vào chung kết, qua kỳ chung kết. Vui xuân đi cho đời tươi sáng, vui xuân đi cho lòng thêm tươi. Ta ca đón mừng xuân mới, ta ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiết xuân vì hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Nhưng hôm nay con gặp cô ở đây thì con cũng muốn hỏi cô luôn, là bởi vì trước đây con có phỏng vấn cô ca sĩ Xuân Thu, cô Hoàng Oanh, thì các cô đều nhắc đến cái lúc hồi nhỏ đi hát cho ban Tuổi Xanh. Vâng. Với cả một lòng thương mến khi nhớ về ban Tuổi Xanh, thì hôm nay con nhờ cô nói về hoàn cảnh ra đời của ban Tuổi Xanh như thế nào thưa cô? Ban Tuổi Xanh hồi đó thì chưa có tên ban Tuổi Xanh đâu. Yeah. Bởi vì lúc giờ toàn
khởi thủy đó thì là cái ban đó là do bác Minh Trang làm. Bác Minh Trang lập ra cái ban đó. Thì bác Minh Trang là một người rất là giỏi về vấn đề tiếng Pháp. Thì bác làm cho Đài Phát thanh Quốc gia với tính cách là sứ ngôn viên, sứ ngôn viên đọc đọc tiếng Pháp. Thì bác lập một cái ban con nít, lúc giờ chỉ có 3 người thôi. Thì cô cũng vừa Đài Pháp Á, cô sang bên này. Thì bác Minh Trang mới lập ra 3 người là gồm có cô Mai Hương, rồi đến anh Minh, anh Minh tức là Bửu Minh đó, gia đình hoàng tộc là anh ruột cô Quỳnh Giao đó, Quỳnh Giao tức là công tằng tôn nữ Đoan Trang. Thì đến lúc mà lấy bác, sở dĩ mà bác Minh Trang đó lấy cái tên biệt hiệu là Minh Trang là tên người con trai lớn là Minh và người con gái là Đoan Trang, thành tên biệt hiệu của bác Minh Trang. Thế rồi một người ca sĩ nhi đồng nữa tên là cô Đào Nguyệt Ánh, thì cũng là cháu ruột của ông ca sĩ Anh Ngọc, gọi là cậu ruột đấy. Thế nhưng mà cô Đào Nguyệt Ánh ấy thì cũng không có hát lâu, là vì lúc giờ thì gia đình của cô là bố mẹ của cô Nguyệt Ánh đó thì chuyển ra Đà Nẵng, thành cô phải đi theo gia đình của cô ấy. Thì lúc giờ thì vừa đúng lúc có cô Mai Hân ở ngoài ngoài Bắc di cư vào Nam. Thế là có thêm cô Mai Hân, rồi có thêm anh Tuấn Ngọc với cô Bích Chiêu, là con của kịch sĩ Lữ Liên đó, ở trên Đà Lạt xuống. Đó, thành ra bác Hạnh mới mời thêm Bích Chiêu, Tuấn Ngọc. Đó là những giai đoạn đầu đó, thì vẫn còn gọi là ban nhi đồng. Thế rồi về sau thì nhi đồng nữa, từ từ thì cũng phải lớn. Thành ra bác Hạnh lại đổi thành ra ban thiếu sinh và nhi đồng. Là bà Minh Trang là nhận như với bà Kiều Hạnh hả cô? Là cái lúc đó là và người... lúc bây giờ thì bác Hạnh đã take over cái chương trình đó rồi. Bởi vì bác Minh Trang quá bận. Bác là sứ ngôn viên tiếng Pháp. Thì bác bận lắm. Thì bác mới nói với mẹ cô là thôi bây giờ tôi bận quá, bây giờ chị giúp tôi. Chị dẫn dắt cái ban nhi đồng này. Thế thì bác Hạnh cũng thích lắm. Thì bác Hạnh nhận ngay. Thì từ đó thì có cái ban thiếu sinh và nhi đồng. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Mai Hương. Thì cô lúc nãy cô có chia sẻ là lúc mà mẹ của cô là bà Kiều Hạnh đã take over cái ban tuổi ban gọi là ban thiếu sinh nhi đồng. Vậy thì tiếp theo là có những thành viên em bé nào tham gia vào ban đó thưa cô? Sau đó thì hình như là cô có nói là có Bích Chiêu, Tuấn Ngọc phải không? Con của kịch sĩ Lữ Liên đó, ở trên Đà Lạt xuống thì có gia nhập với ban thiếu sinh nhi đồng. Thế rồi sau này thì có Phương Mai nữa. Phương Mai, Phương Dung, rồi mượn thêm, lúc bây giờ thì thành phần của thiếu sinh nhi đồng thì cũng không có được nhiều lắm. Thành ra bác Hạnh mới mượn đỡ của ban Việt Nhi của ông Nguyễn Đức đó. Thì có Phương Hoài Tâm cũng là một người nổi tiếng, rồi Phương Bích Hằng, rồi Hoàng Oanh nữa. Thì những ba người đó thì cũng có gia nhập ban tuổi xanh sau này. Rồi từ từ thì cái thành phần tuổi xanh càng ngày được người ta cũng ưu ái đó. Thì cũng có thêm thì một người nữa cũng rất là nổi tiếng trong cái giới ca sĩ lớn lên đó là cô Xuân Thu đó. Xuân Thu thì cũng có ở trong chương trình của bác Kiều Hạnh. Lúc đó thì cô là tập hát cho các ca sĩ thiếu nhi lúc đó phải không cô? Vâng. Thì lúc bây giờ đó thì cô cũng lớn rồi. Thì cô không có còn ở trong ban thiếu sinh nhi đồng nữa. Thì cô lại giữ cái nhiệm vụ là tập hát. Tập hát cho mấy em. Thì chương trình lúc bây giờ là chương trình của bà Kiều Hạnh đó. Thì bà có 3 chương trình.
Thì gồm có một chương trình ở trên đài phát thanh Sài Gòn, rồi một cái chương trình ở đài phát thanh quân đội, và một cái chương trình trên đài truyền hình đài số 9, thì là truyền hình. Đó, thì cô cũng theo cái chương trình bà làm, những có những bài gì đó thì cô tập hát cho các em những cái bài như để mà hát thâu băng ở trong hai cái chương trình đài phát thanh đó. Chứ còn đài truyền hình thì cô cũng chỉ tập hát thôi, chứ cô không có xuất hiện ở trên truyền hình. Cô ơi, vậy thì khi nào mà cô đã bước qua hát cho các ban người lớn thưa cô? Riêng cô? Lúc bây giờ cô vào khoảng 15-16. Mà cũng trong cái chương trình thiếu sinh nhi đồng của đài phát thanh Sài Gòn đó, thì có hai ông nhạc sĩ giúp bà Kiều Hạnh, là ông Võ Đức Tuyết, ông giữ phần piano, rồi còn ông kia là ông Hoàng Lang để giữ phần contrabass, là hai ông nhạc sĩ đó. Thì dĩ nhiên là họ cũng biết cô từ hồi cô còn nhỏ đó. Thì cô hát hò ra làm sao thì các ông ấy cũng biết cả rồi. Thế nên lúc mà thấy cô lớn hơn một chút nữa, cỡ 15-16 gì đó, thì hai ông đó là hai trưởng ban của đài phát thanh Sài Gòn. Ông Võ Đức Tuyết một trưởng ban, rồi ông Hoàng Lang thì ông có một cái ban đàn dây của ông ấy, thì không có kèn, không có trống gì cả, chỉ có mandolin, banjo, rồi guitar, đại khái là như vậy, thì gọi là ban đàn dây. Đó thì hai ông ấy cho cô lên hát hai, tức là cái bước đầu cô bỏ ban nhi đồng, thiếu sinh nhi đồng, để cô là vào ban người lớn, là cô bắt đầu cô vào hai ban đó, là của ông Võ Đức Tuyết với ông Hoàng Lang. Thế xong rồi từ đó giờ đi đó, thì cô được, cô cũng có cái môi trường để mà hoạt động đó, thì mình được quen biết nhiều lắm. Còn lúc mà cô ở trong ban nhi đồng thì các ông trưởng ban khác không biết cô đâu. Cho đến khi mà cô hát trong hai cái ban người lớn, thì hai cái ban người lớn đó thì nào là Anh Ngọc, nào là Duy Trác, nào là Kim Tước, rồi Mộc Lan, Châu Hà, đông lắm, toàn những người nghệ sĩ lớn, rồi Thanh Vũ, rồi loại kia đó, rồi Nhật Bằng nữa. Thành ra người ta biết cô. Thì sau đó thì các ông ấy cũng cho cô vào hát các ban của ông đó. Thì gồm có ban tiếng nhạc tâm tình của ca sĩ Anh Ngọc, rồi ban Phương Hoa của ông Vũ Thành, rồi ban Hoàng Trọng nữa. Lúc giờ ông Hoàng Trọng cũng ở ngoài Bắc vào. Thì ông Hoàng Trọng phụ trách một cái ban lúc bây giờ chưa có tên là ban tiếng tơ đồng đâu, gọi là ban Hương Quê. Hương Quê. Thì chỉ có 6 ca sĩ thôi, là có Kim Tước, Mộc Lan, Nhật Bằng, Anh Ngọc gì nữa đó. Rồi về sau ông Hoàng Trọng cũng mời cô vô, thì cô được hát với những người đó. Và lúc bắt đầu cô hát, đứng bên cạnh cô toàn là những gạo cội, cô sợ quá và không biết là mình có hát nổi với những tiền bối của mình không đấy. Thế rồi cô cũng hát được, là vì song song với cái thời gian đó đó, cô vừa đi học, cô đi học ở Nguyễn Bá Tòng, đồng thời thì cô học thêm nhạc ở trường Quốc gia âm nhạc đường Nguyễn Du đó. Thì đương nhiên là cô cũng có một cái số vốn căn bản về nhạc lý rồi. Đó, thì đến lúc mà cô vững rồi đó, thì các cô các chú thấy cô hát được, thì càng ngày thì người ta lại càng 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 mến cô hơn, mà biết là con bé này nó cũng hát được, không có ai phải tập cho nó cả. thì cũng phải nhờ là một thời gian cô theo học mấy năm ở trường Quốc gia âm nhạc đó. Thì cô có một cái căn bản không nhiều, nhưng mà cũng đủ đủ xài để cho cái lĩnh vực đài phát thanh thôi, chứ cô không có giỏi đâu. Cô ơi, phải nói là hôm nay con gặp cô cũng muốn hỏi câu này luôn, bởi vì như lúc nãy cô nói là cái thời mà cô đi hát ở còn ban thiếu nhi thì có cô Mai Hân nữa ở ngoài Bắc vào. Đúng. Mà chữ Mai Hân với chữ Mai Hương thì làm nhiều khán giả nghĩ là đây là hai chị em ruột. Nhiều người hỏi lắm. Thì lúc bây giờ là cái mục thư tín của bà đó, của bà Kiều Hạnh đó, bao nhiêu thơ cứ gửi về, không biết hai cô này có phải là hai chị em không.
Mà thật ra thì em gái của cô là cô Bạch Tuyết chứ không phải là cô Mai Hân. Dạ, cũng là hát ở trong ban thiếu nhi có ngày xưa. Có vâng. Thì đến lúc mà cô lập gia đình rồi đó, rồi cô cũng sinh một hai người con đó, thì cô cũng bận. Mà lúc bây giờ thì cô rất là bận, vừa gia đình con nhỏ nữa, rồi lại cũng hát nhiều ban hơn trước. Thành như cô Bạch Tuyết, thì cô Bạch Tuyết vừa đi học, lúc bây giờ thì cô đã lên đại học dược khoa rồi, thì cô lại thay cô để mà cô tập hát cho những các em trong ban tuổi xanh của bà. Con thấy có cái hình đám cưới rất là đẹp của cô năm 1961 thì phải. Vâng, tháng 9, 1961. Một đám cưới mà có sự hiện diện của rất đông văn nghệ sĩ, thì trong đó thấy cô có hát với cô với bà Minh Trang thì phải. Đúng, vâng. Lúc bây giờ thì không biết ai yêu cầu mà bác Minh Trang nó lên trên này hát với bác. Thế là hai bác cháu hát xong cả cái bài Tiếng Sáo Thiên Tai đấy. Dễ thương quá. Nhạc của ông Phạm Duy, còn lời thơ của ông Thế Lữ đấy. Thì hai bác cháu hát với nhau rất là kỷ niệm cô ơi. Vâng. Cảm ơn cô với những chia sẻ này, và sau một vài phút thương mại thì hai cô cháu chúng tôi sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mọi người mà ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Mai Hương. Bên cạnh những ban nhạc cô hát trên đài phát thanh thì cô sau này có hát cho đài truyền hình không thưa cô? Có chứ, cô hát đài truyền hình nhiều lắm. Chẳng hạn nhiều. Như những ban nào mà cô ví dụ như là cái ban mà đáng nói nhất đó là ban hợp xướng và hòa tấu tiếng tơ đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tức là một dàn ca sĩ mấy chục người, rồi một ban nhạc cũng ngồi đó mấy chục người nữa, mới gọi là ban đại hợp tấu và hợp xướng. Thì tất cả những bài bản trong đó, từ ban nhạc cho đến thành phần ca sĩ, hay là những các cái bản nhạc mà trình diễn ở trên đài truyền hình của ban tiếng tơ đồng là nhạc sĩ Hoàng Trọng viết hết. Ông viết từ đầu tới chi cuối. Mà một cái ban nhạc cháu tưởng tượng mấy chục cái instruments như vậy mà ông ấy viết hết. Nào là violon, vĩ cầm, rồi vĩ cầm 1, vĩ cầm 2, rồi kèn ấy thì cũng 5-6 cái kèn. Thế rồi nhiều lắm, đủ các thứ kèn, rồi contrabass cũng 2-3 cái, rồi violoncen, tức là gọi là cái gì? Trung hồ cầm hả? Trung hồ cầm. Đó, thành cái ban đó được nhiều người, người nào mà thích nghe đó thì họ thích cái ban đó lắm. Toàn là ông Hoàng Trọng, nhạc sĩ Hoàng Trọng đó toàn là quy tụ những các người mà vừa giỏi mà lại vừa nổi tiếng nữa. Nghĩa là rồi cô Xuân Thu cũng có một thời gian, rồi cô Bạch Tuyết cũng hát ở trong đó luôn. Mà ông Hoàng Trọng ông hay ở cái điểm là ông chia 3-4 cái category khác nhau. Ví dụ như là cái lớp tuổi của cô đó thì có cô Mai Hương, cô Mai Hân, rồi có Như Thủy, rồi gì nữa đó. Chứ còn cái lớp trẻ hơn đó thì có Bạch Lan Hương, có Bạch La. Bạch La là con gái của ông ấy. Chứ còn lớp mà lớn hơn đó thì có cô Châu Hà, Kim Tước, Mộc Lan. Tức là chia ra làm nhiều cái thành phần to nhỏ lớn bé. Thành những người ta thích lắm. Bên cạnh ban tiếng tơ đồng thì cô còn tham gia ban nào nữa cô, ở trên đài truyền hình? Trang truyền hình thì cũng nhiều, có ban Vũ Thành. Rồi cô cũng có, hồi đó cô với cô Mai Hân cũng có làm một ban gọi là ban Hoa Xuân. Hoa Xuân. Ở trên đài truyền hình thôi. Khác với ban Hoa Xuân của nhạc sĩ Phạm Duy không? Khác nhiều, bởi vì cái Hoa Xuân của ông Phạm Duy đó thì là đài phát thanh. Còn cái này là trên đài truyền hình. Chứ không có làm ở trên đài phát thanh. Thưa cô, lúc nãy con có nghe cô chia sẻ trong lúc giải lao đó, thì cô có nói là lúc mà năm 68 tới năm 72 cũng có những cái kỷ niệm đối với cô thật nhiều, đối với ba mẹ đúng không? Vâng. Thưa quý vị, thưa cháu. Thì cái năm đó, đó nghĩa là đánh nhau kinh khủng lắm. Giữa quân nhân Cộng hòa của mình với lại phía bên kia đó. Thế thì có một buổi tối mà cô nhớ mãi, là ăn cơm xong đâu đấy rồi mà bao nhiêu là những các cái trận đánh của mình, của quân đội Cộng hòa mình cứ gửi về nườm nượp. Nay thì
nay thì được thì thắng cái trận này, mai thắng trận kia. Thì những cái trong những các cái trường hợp như vậy đó, thì những các cái bài hát đó để mà ca tụng những các cái chiến công của quân đội mình đó, thì là phải update, tức là phải xào sáo ngay lập tức, chứ không có thể nào mà thâu ngày mai đi thâu rồi mốt mới phát thì không có. Thì có một hôm cô vừa mới ăn cơm tối xong, đang ở nhà, thì ông đại úy Dương Ngọc Hoán, ông phụ trách một cái chương trình buổi tối hôm đó, ông gọi điện thoại về cho cô. Ông bảo: Mai Hương ơi, lên gấp được không? Thì lúc bây giờ thì có cô Quỳnh Giao cũng ở trong cái chương trình đó. Thế thì chỉ có hai người thôi, là cô Quỳnh Giao với cô Mai Hương, là có thể đọc nốt nhạc nhanh để mà có thể thâu xong một cái là phát ngay lập tức, không có đợi chờ gì hết. Thì cái cô còn nhớ cái trận đánh đó là cái trận Quảng Trị đó, kinh khủng đó. Thế thì ông đó ông gọi về cho cô Dương Ngọc Hoán, ông làm ở bên đài VOA bên kia, bên miền Đông đó. Ông bảo: Mai Hương ơi, gấp quá, đi lên thâu dùng ngay một bài được không? Mà cháu có biết là những các cái người mà viết những các cái loại nhạc như vậy đó, người ta cũng phải theo dõi tình hình luôn. Ví dụ như là đài quân đội đó, thì có nhạc sĩ Nhật Bằng, nhạc sĩ Minh Nhật, thì họ sáng tác ngay tại đó rồi. Bởi vì lúc bây giờ đó là người ta cắm trại 100%, bao nhiêu quân đội, bao nhiêu là nghệ sĩ ở trong tâm lý chiến hay là đài phát thanh quân đội đó, trực 100% ban đêm. Thành ra để họ theo dõi tình hình, có một cái trận đánh nào đó thì là các ông ấy phải viết bài ngay lập tức. Thì đài quân đội của mình là có hai ông đó. Còn bên đài phát thanh Sài Gòn ấy, thì có nhạc sĩ Lê Dinh cũng phải viết bài như vậy. Thì bên kia thì cô không có biết là ông thâu như thế nào, nhưng mà bên đài quân đội thì cô biết. Thì ông Hoán ông gọi về cho cô: lên ngay Mai Hương với Quỳnh Giao phải thâu ngay lập tức để mà phát thanh ngay tối hôm nay. Thế lúc cô vừa mới ăn cơm xong, cái là cô xách xe cô chạy. Cô chạy thì từ nhà cô là Bùi Thị Xuân lên đến đài phát thanh quân đội là đường Hồng Thập Tự. Thì đưa hai ba bài mới ra, mà mình có biết ất giáp cái bài nó ra làm sao mà không biết là họ viết ra làm sao, không có thì giờ để mà xem qua. Thì cháu biết làm sao không? Chỉ có hai người, cô với cô Quỳnh Giao thôi. Thì là mới có thể mà tập nhanh, nhìn nhanh như thế được. Thì cô có hai con mắt này. Một con mắt trên thì cô nhìn nốt nhạc, mắt kia cô nhìn lời ở dưới. Thì thâu cô với cô Quỳnh Giao, hai chị em cũng như vậy, cứ hát hai ba bài như vậy, thâu xong một lúc, thâu xong thì đi về thì cũng vẫn là vào buổi tối luôn. Thế lúc mà cô vừa mới về đến nhà thì đã ba mẹ cô đã đứng đợi cô ở ngay trước cửa nhà cô rồi. Ở Bùi Thị Xuân, mà ba mẹ cô thì cách nhà cô có hai căn thôi, cũng Bùi Thị Xuân. Thế ông bà ra đón cô mà: Trời ơi, ba mẹ vừa mới nghe con hát xong, bây giờ con đã về đến đây rồi. Cháu có thể tưởng tượng không? Nghĩa là nó suốt dẻo như vậy đó. Hát xong là phát liền. Phát liền để cho update cái chiến công của mình. Đó thì cô mệt gần chết luôn. Về nhà thấy bố mẹ đứng trước cửa nhà mình bảo: Ba mẹ vừa mới nghe con hát rồi đi ra đây đón con. Trời ơi, người ta làm việc như vậy đó cháu. Cô hỏi cháu chứ, nếu mà mình không có cái thời gian mà cô học trong quốc gia âm nhạc như vậy đó, thì làm sao cô có thể cô hát được như vậy? Đúng rồi. Cháu thấy không? Ai tập cho mình đây? Người ta vừa mới sáng tác xong đi ra thì ca sĩ đã có mặt ở đó rồi. Thâu ngay, phát ngay lập tức. Cho nên vì vậy mà các cô ngày xưa nhạc lý rất là vững, và đưa bài là các cô có thể hát và bàn ngay lập tức. Vâng. Ví dụ như là mấy ông trưởng ban thì thích lắm. Ví dụ như là cứ đưa cho mấy cô này là yên tâm. Bè 1, bè 2, bè 3, bè 4 thì cũng như mấy ông nam ca sĩ Nhật Bằng với lại Anh Ngọc, toàn là những người Thanh Vũ, Hồng Phúc chẳng hạn, cũng toàn là những người vững không à. Mà đài phát thanh thì phải như vậy. Chứ không có ai tập cho mình hết trơn.
Đối với tiếng hát của cô thì khán giả nhớ nhiều bài lắm, như là cô hát bài Thôi Tơ nè, khán giả cũng rất là yêu mến. Vậy. Rồi bài Quê Nghèo của nhạc sĩ Phạm Duy, khán giả cũng rất là thương mến. Riêng con thì con rất xúc động khi nghe cô hát bài Thuyền Viễn Xứ của nhạc sĩ Phạm Duy. Cô có kỷ niệm nào khi cô thâu bài đó hay là cô hát live không cô? Cái bài Thuyền Viễn Xứ thì đối với cô nó cũng là một cái kỷ niệm thương đau chứ phải không? Là vì cái năm đó là cái năm bà Kiều Hạnh mới mất thì bà mất vào cái dịp 1985 này nè. Thì lúc bây giờ là ông nhạc sĩ Đan Thọ đó cũng mới ở Việt Nam sang. Thế thì ông Phạm Duy hay là ai đó đã tổ chức một cái buổi họp mặt để mà đón nhạc sĩ Đan Thọ qua đất Mỹ. Thế thì lúc bây giờ đó thì cũng mời cô lên hát, thì cô lại không hiểu tại sao mà cô lại đi, cô chọn cái bài Thuyền Viễn Xứ đó. Thì cô mới hát được có nửa chừng, bởi vì cái tâm trạng của cô nó đúng vào cái tâm trạng của mình. Mẹ mình vừa mới mất xong. Bà mất vào 28 tháng 3 1985. Thì mẹ mình vừa mới mất xong, thì trong trong đó đó, cái lời đó thì lời đó là lời của Huyền Chi, mà cô không biết Huyền Chi là ai, nhưng mà nhạc thì của ông Phạm Duy. Yeah. Thì có cái câu là mẹ già ngồi im bóng, mái tuyết sương mong con bạc lòng. Thì cô hát tới hai cái câu đó là cô nấc lên rồi, cô không hát được nữa. Thì cô mới gục xuống, cô gục xuống thế này. Thì ông Phạm Duy ông mới lên tận cái sân khấu phòng trà đó, ban ngày. Thì ông đón cô xuống, ông đưa cô xuống, xuống ghế ngồi. Lúc giờ hình như là có cả bà Bích Thuận nữa thì phải. Thế thì ông nói xin lỗi rằng là mấy hôm xúc động quá, bởi vì bà Kiều Hạnh mới mất, mà cái lời trong này thì nó buồn. Thế là cô hát nửa chừng là cô đi xuống, cô không thể nào cô hát tiếp được cái bài đó, nhớ mẹ, có thế thôi. Đó là cái kỷ niệm của cô. Phải nói là sự ra đi của bà Kiều Hạnh đã để lại trong cô rất nhiều những cái niềm đau, thương tiếc về thân mẫu của mình. Bởi vì lúc mà bà mất thì cô với cô Bạch Tuyết thì không có ở bên nhà được. Không. Cô qua đây được 10 năm. Cô đi năm 75. Tháng 4 75. Thì bà mất tháng 3 85. Cô đau lắm. Chưa được về thăm mẹ. Báo hiếu cũng không báo được. Báo hiếu được gì cho mẹ hết, cho bố hết. Cô đau lắm, đau lòng lắm. Mai Hương với cô Bạch Tuyết là hai người con rất là thương mến và quý trọng ba mẹ của mình, mặc dù là không ở gần nhưng mà các cô cũng phải nói rằng dành tình cảm rất lớn. Tuy là không gần nhưng mà sau đó thì năm 1991 thì cô cũng có dịp về được Việt Nam và thăm được ba của cô, phải không? Vâng, thì cái năm 91 đó thì lúc bây giờ là ba tôi đã bị một cái stroke nặng lắm rồi, mà mình chẳng biết làm nào hơn. Thì cái năm 91 là cái năm mà có thể nói là mới nhất. Thì cô mới được về. Thì cô với cô Bạch Tuyết về, hai chị em về sau 16 năm xa bố mẹ.
mẹ thì mất rồi, về nhà thăm bố thì bố đang nằm nhà thương. Hai chị em quăng đồ ở nhà vào nhà thương đón bố về, đón ba về. Và ba thì viết chữ rất đẹp mà lại bị stroke bên tay phải, không viết được nữa. Chỉ vẫn viết thơ cho các con, có hai con gái ở bên đây. Mà cụ viết bằng tay trái, mà chữ rất rất là đẹp. Cũng như là Jimmy vừa mới xem cái những cái bản nhạc của nhạc mà ông viết tựa đề cho cô đó, chữ bay bướm, chữ đẹp lắm. Đến lúc mà ông viết bằng tay trái thì dĩ nhiên không thể nào bằng tay phải được, nhưng mà chữ vẫn nắn nót, vẫn đẹp lắm. Thì vào đến nhà thương, trông thấy bố là thấy bố nằm ở trên giường bệnh trong nhà thương, người người mình nó cứ rũ ra. Vừa phi trường xuống thì về nhà vứt đồ đạc ở đó, đi vào nhà thương ngay lập tức đón bố về. Và cũng không ngờ là chỉ chừng một thời gian ngắn sau thì ông qua đời, phải không cô? Thì ông mất năm, cô về thăm ông năm 91, thì 93 ông mất, 2 năm sau. Thì cô cũng vẫn được gặp ông 2 lần sau đó, là vì cô đi theo cái phái đoàn thiện nguyện đó. Thì cô có về Hà Nội, rồi cô, người ta còn ở ngoài Hà Nội, người ta đi thăm một vài cái nhà thương khác nữa, thì cô xin phép cô vào Sài Gòn, cô thăm ông. Thì là năm đó là năm 92. 91 thì về với cô Bạch Tuyết, 92 thì cô từ Hà Nội cô vào Sài Gòn, cô thăm ông được mấy ngày rồi cô phải trở lại, cô làm việc cho ngân hàng. Thế rồi đến năm 93 ông mất, thì cô với cô Tuyết có về. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Trong thời gian mà những người Việt Nam vượt biên tìm tự do, phong trào thuyền nhân lên cao, thì cô cùng với phái đoàn nghệ sĩ cũng qua ủy lạo các đồng bào của mình ở bên các trại tị nạn rất nhiều. Đúng thế, vâng. Lúc bây giờ thì có cái phái đoàn nghệ sĩ đó, thì cũng nghệ sĩ ở bên Mỹ này này. Thì gồm ca sĩ thì gồm có cô Kim Tước, cô Mai Hương, cô Quỳnh Giao, cô Xuân Thu nữa. Thế rồi về phía những người văn nghệ sĩ thì là có ông Hoàng Anh Tuấn, ông Vũ Quang Ninh, cô Kiều Trinh, cô hai vợ chồng cô Vân Bằng với ông Nguyễn Trọng Nho đó. Ông đó là ông thẩm phán hay là cái gì đó. Đó thì cô hát cho đồng bào bên đó. Có cả cô Kim Anh nữa. Kim Anh cũng có về, vừa đi thăm cái trại Bạc Đầu ở bên Hồng Kông, rồi vừa đi thăm trại tị nạn Thái Lan. Thì Jimmy biết không, cái lúc mà cô từ trại tị nạn cô ở Thái Lan hay Hồng Kông thì nó cô quên rồi, thì cô có ghé qua, cô mới lại phái đoàn văn nghệ sĩ có ghé qua Hà Nội. Thì cái ông trưởng phái đoàn đó là ông Trung tá Ngô Cẩm Đại, người Huế, ông đó cũng có lòng tốt lắm đó. Thì ông ấy dẫn, đến lúc mà về tới Hà Nội đó, thì cô được gặp nhạc sĩ Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao, thì trong những các cái CD của cô đó, thì cô hát nhiều bài của Văn Cao lắm. Bởi vì ông ấy là một trong những nhạc sĩ hay là những tác giả mà mình đã quý mến từ hồi mà mình còn nhỏ, còn con nít, là mình đã được hát với bài của ông Văn Cao rồi. Huống chi là bây giờ mình lại được giáp mặt ông ấy ngay trước mặt để mà được nói chuyện với ông. Đấy. Thế thì cái hôm đó thì cô có đến thăm ông Văn Cao cùng với lại phái đoàn văn nghệ sĩ, thì có cô Lan Ngọc ở trong Sài Gòn ra, rồi cô Xuân Sơn đi cùng với cô, rồi còn mấy người nữa cơ. Đó, thì đến thăm ông Văn Cao thì cô tự giới thiệu cô là cháu của ông Phạm Duy và cô Thái Hằng, mà cô Thái Hằng thì lại là bạn với lại bà Văn Cao đó, thì cũng cỡ tuổi đó. Thế nên lúc một trong những người trong phái đoàn đó thì mới yêu cầu cô là chị Mai Hương ơi, bây giờ
có nhạc sĩ Văn Cao ở đây thì chị có hát tặng nhạc sĩ Văn Cao một vài bài, một vài câu trong những tác phẩm của nhạc sĩ được không? Thế thì cô bảo vâng, rất là được chứ. Thế thì cô hát mấy câu trong cái bài Thiên Thai á. Bài đó thì ai cũng biết cả rồi. Thế thì đến lúc mà nói chuyện với ông Văn Cao ấy, thì ông ngồi một cái ghế mà có tay vịn thế này. Thì lúc mà cô đang hát thì ông cứ lấy tay ông gõ nhịp ở trên cái tay ghế như vậy. Thế xong rồi bên cạnh ông Văn Cao, đằng sau lưng Văn Cao thì là một cái đàn piano rất rất là cũ. Nghĩa là nó bằng gỗ nhưng mà theo thời gian thì là nó bạc phách hết rồi. Thì mấy cái phím đàn ấy nó cũng rơi rụng hết. Thế xong rồi cái cô mới nói, bác ơi bác, thế bây giờ bác có thể đệm dùng cháu một vài câu ở trong cái nhạc phẩm Thiên Thai của bác được không? Thì ông mới đưa cho cô xem cái bàn tay của ông, gãy một ngón tay. Thế thì ông mới bảo rằng là bây giờ tay tôi lâu rồi tôi không có đàn được gì nữa, bởi vì chúng nó đánh tôi gãy một ngón tay. Thì cô không biết ông ấy nói chúng nó là ai, không biết là Tây nó đánh hay là Việt Cộng nó đánh, phe bên kia nó đánh, thì cô hoàn toàn cô không có hỏi, thì chỉ biết là ông nói như vậy thôi. Thế xong rồi hát xong ấy thì ông ngồi, trong lúc cô hát có mấy câu thôi thì ông ngồi ông đánh nhịp, ông gật gù này với bàn tay ông gõ trên ghế. Thế thì sau đó thì thăm ông thì đi về. Thì có lúc bây giờ thì ông để tóc bạc mà dài đến cổ thế này này. Mà ông gầy mà hom hem lắm. Thì lúc bây giờ là lúc phái đoàn đến thăm ông ấy, thì là ông ấy, bà vợ dìu ông ấy từ trong nhà đi ra. Thì bà có nói là nhà tôi vừa mới tiếp khách trước khi phái đoàn đến thăm, thì có một vài người khách có đến thăm ông ấy, mà cũng chẳng biết những người khách đó là ở đâu ra, là ai. Thì chỉ biết rằng là ông ấy mệt lắm. Thì bà vợ phải dìu ông từ trong phòng dìu ra. Đấy, thì nó là như vậy. Đó là kỷ niệm của cô với nhạc sĩ Văn Cao. Rồi còn một cái kỷ niệm nữa mà cô cũng rất là, đối với cô nó rất là quý báu, tức là nhà thơ Hoàng Cầm. Ông Hoàng Cầm thì ai cũng biết rồi. Ông làm nhiều về thơ mà được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc đó. Mà nếu mà những các bài thơ như vậy mà không những người khác phổ nhạc thì không biết là có được hay như là cái bài Tình Cầm không. Hồi nãy cô quên mà Jimmy nhắc cô đó, bài Tình Cầm đó. Mà trong một trong những các cái CD của cô có thâu cái bài đó, Tình Cầm, nhạc của Phạm Duy, thơ của Hoàng Cầm. Mà cô bị hai cái câu đầu của ông Hoàng Cầm làm cho cô mê mẩn, mà cô phải lấy cái bài đó để mà cô thâu trong cái CD của cô. Jimmy biết hai câu đó là câu gì không? Dạ, câu nào thưa cô? Hai câu mở đầu nhá. Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh những khi chiều vàng phơ phất đến, anh đàn em hát níu xuân xanh đó. Mấy cái câu đó quá làm cho cô nghĩa là mê lên, thích quá, thế là thâu luôn vào CD của mình. Đó là kỷ niệm của cô với ông Hoàng Cầm. Vâng. Còn với nhạc sĩ Phạm Duy, thì với góc nhìn là một ca sĩ hát những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, thì cô có nhận xét gì về nhạc sĩ Phạm Duy? Ông Phạm Duy thì không ai có thể phủ nhận cái tài viết nhạc của ông ấy. Mặc dù ông ấy là chú của cô, chú rể đó, lấy cô thay hàng. Nhưng mà cô lúc nào cô cũng admire ông, tức là cô nào ngưỡng mộ. Lúc nào cô cũng ngưỡng mộ ông Phạm Duy. Tất cả những bài mà ông viết hay ở cái điểm là ông viết được nhiều lãnh vực, mà lãnh vực nào ông cũng thành công, cũng làm cho người ta thích. Ví dụ như là những bài tình cảm của ông ấy nhé.
Nhiều bài lắm, cô kể không thể nào kể hết đâu. Nhưng mà những các cái bài mà cho cái giới trẻ đó, thanh niên đó, ví dụ như là Nhạc Tuổi Xanh, Về Đồng Quê, rồi nhiều lắm. Tình cô ca, không? Tình ca rất nhiều. Tình ca thì là thuộc về loại nhạc khác rồi, nó không phải là viết cho không phải là những lại trẻ nữa. Mà tình ca thì cô cũng vào CD rồi đó. Hay lắm. Đó, thì cái đó là cô ngưỡng mộ ông Phạm Duy. Đủ tất cả các bài chứ không phải là về một cái loại nhạc nào đó. Tất cả các loại nhạc đều thành công và đều hay cả. Có những nhạc sĩ đó, người ta chỉ có thể viết được một loại nhạc thôi. Ví dụ như là bài, ví dụ như là nhạc tình cảm, thì những cái loại nhạc vui hay là nhạc cho những người trẻ thì người ta lại không thể viết hay, không thể thành công được như là ông Phạm Duy. Đó là những điều là cô ngưỡng mộ ông ấy ghê lắm. Còn với nhạc sĩ Văn Phụng thì cô có nhận xét gì về dòng nhạc Văn của nhạc sĩ Phụng Văn thì Phụng? lại là một cái lĩnh vực khác. Ông Văn Phụng thì ông lại viết những các cái bài nó rất là vui, vui lắm. Mà cô thì cô cũng ngưỡng mộ ông Văn Phụng, ngưỡng mộ lắm chứ không phải không. Mà ông ấy làm cũng nhiều bài, ví dụ như là bài mà đáng nói nhất là bài Suối Tóc. Thì cô cũng hát vào CD rồi, và một mình cô hát hai giọng. Thế rồi Suối Tóc, rồi Chung Thủy, Lưu Luyến. Chung Thủy với Lưu Luyến thì ít người biết, nhưng mà cô thì cô lại rất thích những các cái bài đó. Thế rồi Nỗi Lòng Chinh Phụ, hay lắm. Thế còn những bài vui của ông ấy thì ví dụ như Ca Vào Khúc Yêu Đời, Đôi Môi Hé Tươi Cười, cái gì đó nhỉ, Các Tiếng Ca Nơi Nơi, Ta Vui Với Cây Đàn. Rồi ông có cái bài Đôi Bạc Tâm Tình. Cháu có biết cái bài đó không? Dạ có, cháu có nghe. Tình lời ta ca, tôi hát anh đàn, lời tôi theo gió mùa xa, gì đó. Hay là Hình Ảnh Một Đêm Trăng cũng Hình Ảnh Một Đêm Trăng thì cô với cô Kim Tước hát với nhau cái hôm cái buổi đó, không biết là Jimmy có đi không. Cái buổi trình diễn của cô Kim Tước thì cô ngồi ở dưới với tư cách là khán giả thôi. Thế thì bất thình lình cô lại gọi cô lên. Gọi cô lên thì cô lại là cái người mau nước mắt nữa. Trời ơi, đứng nói chuyện với cô Kim Tước mà lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tại vì giữa cô với cô Kim Tước rất là nhiều kỷ niệm. Khi không hát những... lại bài của nhạc sĩ Phan Phụng. Vâng. Thì mới lại nhiều kỷ niệm ở cái điểm là hồi xưa đó, ở Sài Gòn đó thì mình đã hát với nhau rồi. Rồi qua bên đây đó, 45 năm, 43 năm đi trình diễn bao nhiêu sân khấu. Kể cả bên Đức, rồi bên Pháp, bên Thụy Sĩ, rồi đi bao nhiêu là các tiểu bang, rồi cũng có Kim Tước, Quỳnh Giao bên cạnh mình, thì Quỳnh Giao mất rồi, đâu còn nữa. Thành ra buồn lắm, buồn. Cứ nghĩ lại cái kỷ niệm mà đã qua, mình sinh hoạt với nhau, thì cô lại nước mắt lại chảy ra rồi. Khi yêu thương ngồi trong bóng trăng, nhìn theo áng mây đưa, nghe mà ba kể trong ánh trăng, cuội đang sông say xưa, rồi thôn xóm con thấy là như lúc đầu cô có nói là năm 2008 thì cô hát trên ở hình như là bên Canada thì cô đã giải nghệ và giả từ sân khấu. Thì lý do vì sao mà cô lại xa ánh đèn sân khấu khi khán giả vẫn còn thương mến cô? Jimmy ơi, cái đó thì cô vẫn còn ham hát lắm, nhưng mà chú đó thì chú rất là khôn ngoan. Chú bảo đó, thôi bây giờ em hát cũng nhiều rồi, em đi các nước Âu Châu, rồi bên Đức, bên nọ, bên kia, rồi đi Canada em hát cũng nhiều rồi, thì cái thời gian mà em đi hát, em nghĩ từ năm 53 cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi,
thì bây giờ anh nghĩ rằng là em không nên hát nữa. Mặc dù là anh biết là vẫn nhiều người vẫn muốn nghe em hát, mà em thì vẫn còn hát được chứ không phải không. Thế nhưng mà chú thì chú có cái quyết định của chú rất là khôn ngoan. Thì cô nghe như vậy thì cô theo chú ngay. Cô không có tỏ ra là cô luyến tiếc hay là cô cãi lại cái ý kiến của chú. Cô hoàn toàn cô theo chú. Thế là cái buổi đó là cô hát ở Montreal, Canada, thì cô từ biệt khán giả bên đó luôn. Khán giả tới ngày hôm nay vẫn còn nhớ tiếng hát của cô và nhớ cô thật nhiều. Cho nên hôm nay sau 10 năm thấy cô trở lại màn ảnh của chương trình của con thì khán giả cũng rất là trông chờ. Và nếu bây giờ mà có một bầu show hoặc là có một chương trình nào đó ý nghĩa về nhạc, đơn thuần là nghệ thuật, thì cô có nhận lời cô xuất hiện không? Trong tư cách cái đó thì chắc là cô có thể cô trả lời người dứt khoát là cô không muốn. Bởi vì cách từ 10 năm đó mình còn hát được, mình trẻ hơn bây giờ 10 năm mà mình còn quyết định là mình dứt bỏ cơ mà, mình giải nghệ cái ngành của mình. Muốn chỉ là mà từ đó giờ đi, Jimmy biết không, cô không xuất hiện bất cứ ở đâu, bất cứ ở đâu, dù là hát vui hát chơi với các bạn bè nữa, cô hoàn toàn là cô dứt vứt bỏ cái micro và cái ánh đèn sân khấu, nhất định không là không. Mà tất cả những các cái đó là cô theo cái ý của chú. Cô rất là respect cái quyết định của chú. Chú quyết định hay lắm. Đúng rồi. Hôm nay con rất cảm ơn cô đã nhận lời xuất hiện trong chương trình của con. Phải nói là với cả một quá trình đi hát của cô, như cô nói là từ năm 53 thì quá nhiều kỷ niệm văn nghệ. 53 chắc... tới bây giờ là bao nhiêu năm ở trong? 53 tới bây giờ là nếu không là 65 năm. 2018 là bao nhiêu rồi? 65 năm rồi. Cho nên hôm nay con rất cảm ơn cô đã trở lại và chắc chắn là sẽ trở lại mời cô để nói thêm về những kỷ niệm nữa trong những thế năm tới. Rồi không biết. Cảm ơn cô. Bây giờ xin mời cô có vài lời cuối với khán giả. Vâng. Dạ thưa tất cả quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa tôi và Jimmy, bầu show của tôi. Mà Jimmy thì tôi rất là ngưỡng mộ Jimmy, bởi vì người thì trẻ, tài thì cao, mà có một cái cô không biết cô dùng cái chữ gì bây giờ, có một cái rất là quý mến những người nghệ sĩ lớn tuổi cỡ như tôi hay là những người lớn hơn nữa. Mà Jimmy lại rất là quý những người đó này. Cái đó là một cái điều làm cho tôi rất là thương mến Jimmy. Và cũng phải cảm ơn vì có quý vị theo dõi như vậy, cho nên Jimmy mới muốn lên thăm tôi. Cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ này. Cầu chúc cô trong những ngày tới thật nhiều sức khỏe. Vâng. Và mong sẽ được nghe thêm những câu chuyện từ nơi cô. Vâng. Xin cảm ơn cô. Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.